Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube Vườn Đào Thái Dương. Hôm nay ngày 22 tháng 11 năm Quý Mão. Mình đang tiến hành chuẩn bị phân bón để trồng vụ đào năm tới, năm 2024. Các bạn xem đây là cái chế phẩm sinh học Trichoderma mình dùng để ủ phân các bạn. Ở quê mình thì cũng có cái trại bò sữa. Chính vì vậy mà mình đã mua về và dùng chế phẩm này để ủ để trở thành phân hoai mục đem bón cho cây. Khi qua Tết thì mình sẽ trồng cái lứa đào mới và dùng phân chuồng đã ủ hoai mục để bón lót cho cây. Thưa các bạn. Theo như hướng dẫn thì chế phẩm này sẽ pha mỗi gói là 200 lít nước để phun đều. Nhưng mình đã thôi làm liều. Pha vào xô nước và đem gáo tưới đều, theo sau đó trộn lên phân thôi các bạn. Lượng phân này thì mình đã chở một xe có trọng tải là 5 tấn. Và theo như hướng dẫn sử dụng thì mỗi gói 1 kg sẽ dùng cho ủ được 3 tấn phân. Như vậy đây mình dùng 2 gói thôi các bạn. Chế phẩm sinh học này thì có nhiều tác dụng. Cái tác dụng đầu tiên đó chính là nó đẩy nhanh quá trình phân hủy phân, để từ phân tươi trở thành phân hoai mục có thể đem bón được. Nó rút ngắn thời gian lại các bạn. Và cái tác dụng thứ hai nữa cũng rất là quan trọng. Vì trong chế phẩm này nó sẽ cung cấp nhiều sinh vật có ích cho cây trồng. Và những sinh vật này nó sẽ làm hạn chế các sinh vật có hại cho cây. Chính vì vậy mà bón phân có chứa cái chế phẩm này thì nó còn có tác dụng phòng nhiều bệnh, ví dụ như là vàng lá, thối rễ, xì mủ, vân vân. Thưa các bạn. Đấy, mình đã lấy gáo múc cái nước này và tưới lên đống phân. Sau đó sẽ trộn đều các bạn. Chắc là cũng không thể đều tuyệt đối được. Nhưng mà sau khi ủ một thời gian mình sẽ đem ra đảo lại cho nó đều hơn thôi các bạn. Bởi vì ủ một đống phân lớn như thế này thì về cái nhiệt độ ở các cái nơi khác nhau nó cũng không đều nhau. Chính vì vậy để đảm bảo cho phân hoai mục đều thì cũng vẫn cần phải đảo lại, ủ được khoảng 10-15 ngày gì đó mình sẽ đảo lại một lần. Phân tươi rất nóng thôi các bạn. Đấy, mình đổ hôm qua và nay cào ra thì thấy hơi nước bốc mù mịt và rất là nóng. Và phân tươi này nó sẽ chứa nhiều tạp chất và sinh vật có hại cho cây. Cho nên muốn đem bón được thì mình buộc phải ủ để hoai mục. Như vậy phân mới có thể tốt được. Ta không nên bón phân tươi các bạn nhé. Vì đem phân tươi này về bón cho cây luôn thì nó sẽ dễ dẫn đến tình trạng là cây bị ngộ độc hữu cơ. Và trong phân tươi này nó cũng có nhiều các cái loại sinh vật có hại cho cây trồng. Nó sẽ là mầm bệnh, tạo ra nhiều có nguy cơ cây sẽ bị nhiễm các cái bệnh mà nó ẩn chứa trong phân này, mình không biết hết được. Nếu đem ủ phân hoai mục thì như các bạn cũng đã biết, nó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây và cũng có tác dụng cải tạo đất. Đất trồng sẽ trở nên tơi xốp hơn. Và
khi sản xuất dùng phân chuồng bón thì nó có thể phát triển rất là bền vững lâu dài, bởi vì phân không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây mà nó còn có tác dụng cải tạo đất, làm cho đất trên vườn ngày càng tốt hơn. Cây được bón phân chuồng sẽ khỏe mạnh và ít sâu bệnh hơn các bạn. Nó cũng có thể giảm được cái công mình phòng và trừ sâu bệnh, đồng thời cũng giảm được chi phí thưa các bạn. Và một cái điều rất quan trọng nữa là bón phân chuồng nó làm tăng chất lượng sản phẩm của cây. Đấy, cây nào của mình thì mình sẽ bón phân chuồng và nó cho nhiều hoa, hoa to đẹp và bền, khách hàng rất thích thưa các bạn. Chắc các bạn cũng dễ dàng nhìn thấy cái lượng khói bốc lên nghi ngút, cái này do phần tưới nó nóng thôi. Mình cố gắng trộn đều nhất có thể các bạn. Mục đích là mình sẽ tận dụng cái chế phẩm sinh học này thì để đẩy nhanh quá trình phân hủy phân tươi này thành phân hoai mục. Lần đầu thì hát như thế này chắc cũng chưa đều, nhưng sau khi đảo thì nó sẽ trở nên đều hơn. Thì mình ủ từ bây giờ đến Tết còn khoảng tầm hơn 1 tháng nữa, tháng rưỡi thì nó sẽ còn đủ thoải mái thời gian để phân này có thể hoai mục. Và sau khi trộn đều thì các bạn dùng bạt tủ kín lại nhé, để đảm bảo cho quá trình phân hủy nó cũng nhanh hơn và mình cũng giữ được các sinh vật ở trong phân này không bị chết. Và trong phân nó cũng có những cái dạng chất khí, ví dụ như đạm chẳng hạn, nó dễ phân hủy dưới ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy mà tủ kín bạt là điều cần thiết. Đây là một khâu chuẩn bị rất quan trọng thưa các bạn. Mình xin chia sẻ để các bạn tham khảo. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.